Vậy, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận một NFT Mytheri Pukac tương đương với 100 đô la đến từ IGNSG. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó nhập mã captcha. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ bấm chọn Join AirDrop. Và ở đây thì mọi người sẽ join vào các kênh, join vào Telegram. Chọn Join này. Rồi sau đó bấm chọn Click here cho mình. Chọn Start. Và nhập mã xác minh tương ứng với bên dưới nhé. Rồi quay trở lại bot này. Follow Twitter, retweet bài đăng và test thẻ 3 người bạn. Rồi mọi người sẽ chọn theo dõi cho mình. Sau đó thì mọi người sẽ like và retweet bài đăng này. Ở đây thì mọi người sẽ test thêm 3 người bạn. Rồi chọn tweet lại. Ok, sau đó quay trở lại bot. Rồi tiếp vào Facebook. Mọi người kích chọn join cho mình. Và quay trở lại và join vào Instagram. Rồi bấm chọn theo dõi, sau đó quay trở lại. Rồi tiếp vào Discord. Rồi ok, quay trở lại. Join vào kênh quảng cáo đây. Bấm chọn join. Và quay trở lại bot cho mình. Mọi người chọn submit này. Chọn don. Và nhập profiling của Twitter. Rồi đây mọi người nhập username của mình vào. Tiếp tục nhập profiling của Facebook, mọi người quay trở về Facebook cho mình. Rồi, quay trở về trang chính của Facebook. Bấm chọn vào avatar. Rồi, sau đó chọn dấu 3 chấm. Và mọi người sẽ copy cái đường link liên kết này. Và quay trở lại. Rồi, mọi người sẽ nhập profiling vào đây. Tiếp tục là nhập profiling của Instagram, mọi người copy này. Dán vào đây. Sau đó nhập username. Rồi tiếp tục nhập username của Discord. Rồi sau đó chọn don cho mình. Và nhập địa chỉ ví BSC. Mọi người vào ví trước hoặc MetaMask lấy nhé. Rồi, bấm chọn copy địa chỉ ví này. Quay trở lại. Dán vào. Rồi, ok mọi người. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.